kết thúc vòng số 6. À, kết thúc vòng số 5. Sang vòng số 6. Vòng số 6 các bạn sẽ lên 2 bính này. Vòng số 6 các bạn lại tiếp tục móc mỗi chân là 3 mũi kép đơn. Kết thúc vòng số 6. Kết thúc vòng số 6 các bạn sẽ cắt len nhé. Và sang vòng số 7 các bạn sẽ đổi thành len màu trắng để làm cái viền ngoài bông hoa cho nó đẹp hơn nhé. Các bạn sẽ lấy len này, lên cho mình là một mũi bính. Các bạn móc vào đây là một mũi đơn. Sau đó các bạn lên cho mình là 3 bính, 1 2 3, móc vào chân bên cạnh là một mũi đơn. Rồi lại lên 3 bính. Móc sang chân bên cạnh là một mũi đơn. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng nhé. Cứ lên 3 bính xong lại móc xuống một mũi đơn. Mình đã móc xong cái phần bông hoa nhé. Bây giờ mình sẽ dùng len màu xanh để móc cho nó phần lá.